Xin chào cả nhà. Câu chuyện của mình thế này, mình cũng xin giới thiệu, mình tên là Trần Nam Phong, đang giữ chức vụ là Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành Đại học Quốc tế tại Việt Nam. Thì mình đến tham gia cái lớp này thì nó cũng có một cái vấn đề như này nè. Có một người bạn cho mình một cái vé. Thực ra thì mình nhìn cái vé, nói xin lỗi, chứ cũng không phải là muốn nhìn, chỉ biết là cái ngày đấy thì thôi đi, giao cái lời mời của bạn. Và cũng chẳng biết cái ông đấy là cái ông nào, chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghe luôn, chứ đừng nói. Thì mình cũng không phải là không đi học đâu, mình học rất là nhiều thầy rồi. Thế thì thôi thì cũng đi vậy. Đến nơi thì cũng chẳng thì nhìn thêm cái video của ông ấy chiếu là cái gì nữa, không nhìn. Và chỉ tập trung vào cái công việc của mình. Thế đến khi mà sau khi ông ấy ra rồi thì mình cứ cái ông này lạ nhỉ. Và mình thấy ông cực kỳ năng lượng. Cái cách của ông á làm sao mà mình cứ phải nhếch miệng và cười. Mà có khi có những lúc mà phát ra cười thật to. Thì cái đó là cái mà làm cho mình cảm thấy rất là thú vị. Và mình nghĩ rằng là tiếp xúc với những người như thế này thì cái năng lượng của mình và cái cuộc sống của mình nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Mình chưa nói về cái công việc học hay là cái gì, nhưng mà mình chỉ cảm nhận cái điều đó là đã là một cái điều mà rất là hay đối với mình rồi. Thế sau khi mà nghe đến cái những cái lớp học của thầy thì mình cũng có những cái thực sự là trong cái ngành nghề của mình á, cái đặc thù của mình là có rất nhiều cái để mình cần phải coi như là có một người hỗ trợ mình trong cái vấn đề đấy. Mình muốn phát triển một cái thương hiệu gì mà. Thế thì mình nghĩ rằng là thôi, chắc là ông này được đấy. Và mình khi mà mọi người kêu là đăng ký thì mình lúc đấy mình đi ra ngoài, nhưng mà may là có con bé bên cạnh thì mình cũng đưa đi mà. Thì bé hiểu cái tính chất mà mình đang mong muốn trong lúc mà nói chuyện, thế là bạn ấy cũng chạy lên để lấy được một tờ giấy. Mà mình nói thật sự là khi mà lúc đầu mà mua cái cuốn á, mình là người đầu tiên, mọi người thì trèo lên hết trên bục phòng, mình không cần, mình ở dưới. Thế là mình biết thế nào cũng phải ở dưới chứ làm sao mà chạy lên trên đây để mua. Thế là mình nói là kệ mọi người. Thế khi mà thầy bảo là xuống dưới kia, mình đứng ngay đấy và mình chạy tới cái chỗ mà mua đầu tiên cái cuốn sách đấy. Nhưng mà thực sự nhá, đưa tiền xong á là mình bị chèn ép đến mức mà coi mình thở không nổi luôn á. Mình không hiểu nổi, cái mọi người có suy nghĩ như là thôi thì cứ từ từ rồi ai cũng sẽ đến lượt. Nhưng mà mình cảm thấy chơi. Thế nên khi mà lấy ra được á thì mình đứng mình thở, mình chịu không nổi luôn, mình phải rồi xong. Thì khi mà đến cái lớp học thì bạn kia bạn cũng may, bạn lấy cho mình được một tờ. Và mình cũng là cái người đầu tiên và đăng ký cái điều đấy. Thì khi học thì tất cả có một số các bạn ở trong đấy cũng bảo học nữa hả? Nhất là bạn Minh này cũng nói học nữa hả? lại học, tại vì hầu như là mình hay đi học lắm. Thế thì khi mà đến cái buổi học này á, nói đúng là cái tính chất công việc của mình nó cũng bận quá, mình đến cũng không có đủ thời gian. Thế nhưng mà cái giá trị mà mình nhận được á, thực sự nó rất là giá trị. Chưa bao giờ mình đứng ở trên thế này mà để không cầm một cái tờ giấy nào mà để nói được như thế này đâu. Luôn luôn là sẽ có một cái bản thảo trước tiên để sẵn đấy cho mình để mà mình đọc thôi. Chứ mình không cần không đứng thế này mà để nói được đâu. Thế nhưng mà hôm nay mình nói được rồi, thế là giỏi đúng không các bạn? Tiếp theo nữa là những cái tư duy trong cái công việc để mà thuận lợi hơn, mà thành công hơn, thì mình nghĩ là hôm nay mình đã đón nhận được rất là nhiều. Và từ những cái buổi học đầu tiên cũng như anh biết đã nói, thì mình cũng đã nghĩ ra được những cái phương án để mình có thể giúp cho bản thân mình trước tiên và giúp cho mọi người tiếp theo. Thì mình thấy là cũng không biết nói gì hơn, hãy hành động. Và mình tin rằng là cái lớp này, những ai tham gia thì rồi họ cũng sẽ thành công, không nhiều thì ít cũng sẽ có. Và đây thì nhân tiện này thì mình cũng cảm ơn thầy, và mong rằng sẽ bước theo thầy đi trên con đường tiếp theo.